Một phụ nữ ở New Jersey đối mặt án phạt 250 mỗi ngày vì treo biển chống Biden. Một người phụ nữ tại tiểu bang New Jersey đã để những tấm outfit chỉ trích ông Joe Biden bên ngoài nhà của mình. Sau đó bà bị một thẩm phán ra lệnh gỡ những tấm biển xuống hoặc phải đối mặt với án phạt 250 Mỹ Kim mỗi ngày. Thẩm phán Gary Bundy thuộc về tòa án thị trấn Rochelle Park, tiểu bang New Jersey, đã ra lệnh cho bà Patricia DiLazio gỡ bỏ tấm biển trước nhà của bà trong vòng một tuần, hoặc phải chịu mức án phạt 250 Mỹ Kim mỗi ngày. Theo tờ báo địa phương New Jersey, thẩm phán Bundy cho rằng đây không phải là một vụ kiện về chính trị, đó chỉ đơn thuần là một vấn đề về ngôn từ. Ông Bundy nhận định thêm sắc lệnh này không hạn chế ngôn luận chính trị. Thị trấn này hoặc luật pháp của thị trấn này không thể ngăn cản hay loại bỏ quyền tự do ngôn luận của bà DiLazio. Tuy nhiên, tự do ngôn luận không phải là một quyền lợi tuyệt đối. Rõ ràng, theo luật lệ và các quy chế của tiểu bang, chúng ta không thể chỉ đơn giản đưa ra chiếc ô của tù chính án thứ nhất và nói rằng bất cứ thứ gì đều là những ngôn luận được bảo vệ. Vào tháng trước, một nhân viên thực thi pháp luật đã đưa ra thông báo với vi phạm đối với ngôi nhà này. Thông báo viện dẫn luật cấm phát tán bất kỳ tài liệu, tin tức, hình ảnh khiêu dâm hoặc các bài báo hay vật phẩm khiêu dâm khác trong thị trấn. Sau khi nhận được cuộc gọi từ thị trưởng Joseph Signorillo và một đảng viên đảng Dân Chủ, bà Dish vẫn từ chối dỡ bỏ các tấm biển trước lúc phiên tòa diễn ra, dựa vào điều khoản bảo vệ tự do ngôn luận của tù chính án thứ nhất. Ông Michael Kamban, luật sư đại diện cho bà DiLazio, đã ví động thái của thẩm phán giống với hành vi duyệt. Ông cho biết, tôi là một người tin tưởng vững chắc vào tù chính án thứ nhất. Tôi có thể không tin vào những gì bạn đang nói, nhưng tôi hoàn toàn tin rằng bạn có quyền nói điều đó. Đó là nền dân chủ của chúng ta. Nếu bạn bảo mọi người rằng họ không thể nói điều gì đó, rằng họ không thể in thứ gì đó, rằng họ không thể treo một tấm biển, thế thì chúng ta chính là đang tiến hành kiểm duyệt. Ông nói thêm, ở Đức Quốc xã, khi Hitler không thích điều gì đó, họ đốt sách rồi thiêu người. Tôi không cho rằng chúng ta mong muốn điều đó xảy ra ở Rochelle Park. Được biết, bà DiLazio sẽ có 20 ngày để kháng cáo lại quyết định của tòa án.